dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GTA Nam nhà. Ok, ngày hôm nay sẽ là một cái thử thách liên quan đến logo của mình nha các bạn ơi. Theo yêu cầu của một cái bạn nào đó trên Steam. Sở Chim các bạn ạ. Bạn này comment nó lạc trôi đi đâu đấy, mình không tìm lại được có gì á. Bạn này mà xem được cái video này thì nhớ comment ở cái video này giúp mình nhá. Thì cái thử thách liên quan đến cái logo của mình thì nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái map cho các bạn cùng nghe nha. Thì ở chỗ này đây chúng ta có một cái hộp các bạn ạ. Và cái hộp này chính xác là vạch xuất phát của chúng ta nha. Hộp này hình vuông với chiều dọc và chiều chiều thẳng và chiều ngang là 26m nha. Và nó sẽ dài là 300m nha các bạn ơi. Và dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái hình hộp cũng là hình vuông nha các bạn ơi. Và nó sẽ dài là 1000m nha. Có nghĩa là từ cái đầu chỗ này này các bạn này và nó dài tới đây là 1000m nhá. Từ cái đoạn tấm ván chỗ này kéo thẳng xuống dưới cái siêu dốc này là 1000m nữa nha các bạn. Có nghĩa là cái siêu dốc này thì nghiêng 10 độ và nó dài là 2000m nha. Và ở cuối cái đường đua này thì mình cũng có tạo một cái siêu dốc nha các bạn ơi. Và cái siêu dốc này thì nó sẽ nghiêng là 30 độ nha. Mục đích tại sao cho cái siêu dốc này nó nghiêng thấp như vậy thì để cho cái xe của chúng ta nó sẽ bay qua cái tai của cái logo của mình. Đấy. Và ở chỗ này luôn thì chúng ta sẽ có là 500 cái logo của Khôi Michael nha. Không thừa, không sót một cái logo nào. Nếu các bạn không tin thì bây giờ mình sẽ chạy vào cho các bạn xem này. Tới khúc này rồi thì bạn nào theo thuyết âm mưu Khôi tạo không đúng 500 cái logo thì có thể quay chậm video của Khôi lại và đếm từng cái nhá. Chứ Khôi lười đếm lắm các bạn ạ. 500 đếm thì chắc là từ đầu video đến cuối video luôn. Nên thôi Khôi sẽ không đếm nhá. Mà bạn nào không tin thì cứ vậy đếm cho tôi nhá, ok. Đây, mình đã sâu xong 500 cái logo rồi ha các bạn ơi. Và siêu xe nó sẽ bay qua 500 cái logo này. Khi mà bay xong thì nó sẽ đáp vô một cái tấm như thế này nha mọi người. Tấm này là tấm ván ha. Và chỗ này cũng có cây cúp siêu to khổng lồ. Và 500 cái logo này nó sẽ cách nhau một khoảng cách là 50m nha các bạn ơi. 500 cái logo nhân 50m là 25.000m nha các bạn. 25.000m đổi sang số cây số sẽ là 25km nha. Một cái thử thách khá là gắt. Vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ phải mốt 1 tỷ mã lực nha mọi người. Đấy, tóm gọn xong rồi đấy các bạn ạ. Chắc là chúng ta bắt đầu thử thách luôn đi nhỉ. Ok, không nói nhiều linh tinh liên thuyên nữa. Bắt đầu thử thách nha các bạn ơi. Và ok, 3 2 1 Enduro hàng trong game là chiếc xe đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi. Với thông số mốt là 1 tỷ mã lực nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi với Enduro này. Xem coi nó như thế nào nhé. Nói chung dòng xe mô tô đi đầu tiên thì chắc chắn là nó qua rồi các bạn ạ. Tại vì nó sẽ được sử dụng kỹ năng bay mà. Do logo của Khôi dài tới tận là 25 cây số à, nên bắt buộc phải dùng kỹ năng bay thì mới qua được rồi. Hiện tại Enduro đã đi được hơn 800 km/h. Lên siêu dốc nào. Có vẻ Enduro khá là dễ té thì bây giờ mình sẽ chuyển qua dòng xe đạp nha các bạn ơi. Và xe đạp của chúng ta chính xác là BMS ha. Rồi ok, cũng đi đây. Vẫn cái thông số mốt cũ là 1 tỷ mã lực à nha. Và để xem coi BMS thì có hoàn thành được cái thử thách này hay không đây. Rồi, đang xuống siêu dốc các bạn ạ. Rồi, hơn 400 rồi. Khá nhanh ha. Với đoạn đường có 2000m thôi mà BMS đang đi rất chi là ổn. Lại té nữa rồi. Chuyển qua dòng mô tô off-road nha các bạn ơi. Và con xe này có tên là Braze nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Nãy chơi mấy cái dòng xe hai bánh thì khá là khó chịu. Tại vì nó hay bị bay ra khỏi cái siêu dốc các bạn ạ. Nên lần này chuyển qua dòng bốn bánh cho nó đắm ha. Uầy, tốc độ nhanh thế. 1000 cây chuối trên giờ mọi người ơi. Sang dòng xe off-road nha các bạn ơi. Và con xe này có tên là Trophy Trúc nha. Một thể loại xe đua off-road các bạn ạ. Rồi cũng đi đây. Vừa rồi thì chơi mô tô thấy nó không KO tí nào nên chuyển qua off-road luôn. Chứ mô tô là chắc không đi được đâu. Tại vì nó toàn té mọi người ạ. Rồi Trophy Trúc đang đi được với vận tốc là 800 rồi các bạn ạ.
ngàn luôn. Bay được không đây? Nope. Sao ấy nhở? Ừa, cứ tới cái siêu dốc 30 độ của Khôi là xe đều bay các bạn ạ. Lạ nhỉ? Hơi quạo với mấy cái dòng xe trong game các bạn ạ. Tại vì nó toàn bị bẩy ở cái siêu dốc à. Nên bây giờ mình quyết định là chuyển qua dòng xe mốt nha. Và con xe đầu tiên của chúng ta chính xác là Lambo Sion. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Xem coi với dòng xe Lamborghini Sion này thì nó có qua được hay không nha. Rồi bay xuống rồi các bạn ạ. Bắt đầu là đề 3 số. Tốc độ bây giờ đã lên tới tận là 800 rồi các bạn ơi. Rất nhanh luôn. Uầy rồi bay được rồi các bạn ạ. Rất chi là tuyệt vời. Với dòng xe trong game thì không bay được, nhưng dòng xe mốt đã bay à nha. Có vẻ bay không được xa. Biết vậy là vừa nãy Khôi tạo mấy con số đã cho dễ đếm nhỉ. Ui giời. Nói chung là cũng chả biết là rơi ở chỗ nào nữa các bạn ạ. Ướm ướm chừng thôi à nha. Tại vì với 500 cái logo này thì cái việc mà tạo số thì rất chi là lâu các bạn ạ. Thì theo thông số ướm chừng của Khôi thì nó đi khoảng tầm là 1/5 chặng đường các bạn. Có nghĩa là nó qua được 100 cái logo à nha. Tiếp theo là một siêu phẩm máy cày nha các bạn ơi. Và con máy cày này là máy cày mốt, có tên là cày Thái luôn nha. Rồi ok, cũng quất đây các bạn ạ. Hình như là không nghe tiếng động cơ nó kêu luôn mọi người ơi. Cày Thái hàng chất lượng cao, giống như kiểu là xe điện ấy đấy. Không nghe một cái âm thanh gì luôn à nha. Quẩy tốc độ nhanh đấy. 700 cây chuối trên giờ rồi. Bắt đầu bay nào các bạn ạ. Ui giời, bay được rồi nhá. Một con siêu phẩm cày Thái hàng cực dài đã bay được các bạn ạ. Với thông số bay bây giờ đang là 800. Lúc 800, lúc lại xuống 0 và lại lên 800 các bạn ạ. 1 tỷ mã lực mà đi yếu à nhá. Thật luôn, bay nó không được bao nhiêu các bạn ạ. Nói chung là con cày Thái này thì cũng ngang ngang với lại Lambo Sion này nha. Cũng chỉ khoảng tầm ướm đâu đó là 100 cái logo của mình thôi à nha. Vẫn là một dòng siêu xe có ở trong game nha các bạn ơi. Và lần này chính xác là T20 nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Xem coi chiếc T20 này sẽ như thế nào nhá. Rồi bắt đầu là xuống siêu dốc này. Max speed luôn các bạn ạ. T20 đang đi được với vận tốc là 900 cây chuối trên giờ rồi. 1000 rồi. Ui, bay rất đầm các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ là cũng không được xa các bạn ạ. 500 cái logo, 25 km, khá là xa mọi người ạ. Khiến con xe của chúng ta đi chỉ hình như là bay chỉ khoảng là một nửa thôi các bạn ạ. Vậy là tính ra là con xe này là bay là khoảng tầm 250 cái logo nha các bạn ơi. Hơn con Lamborghini với lại hơn con cày Thái rồi à nha. 250 cái logo là thông số của con xe này nha. Tiếp theo là một con xe thể thao mốt nha các bạn ơi. Có tên là SKG003. Rồi ok, cũng quất đây. Với xe này thì đi khá là lạng và mình cũng phải táp ga và đi các bạn ạ. Không thể nào giữ ga được nhá. Rồi con này thì chắc không có tương lai mà bay qua được 500 cái logo của Khôi rồi. Ui lạng lắm. Ui trời ơi. Rồi vậy là con này cũng không thể nào mà đi được ở cái siêu dốc này nha các bạn ơi. Mặc dù cái chất liệu cái siêu dốc này làm là bằng gỗ đấy các bạn ạ. Nhưng xe đi rất là khó luôn rồi nha. Không qua được luôn. Tomoto Kawasaki Ninja H2 nha các bạn ơi. Rồi ok, cũng đi đây các bạn ạ. Con này thì chắc là cũng không bay được đâu. Nhưng mà nhiều bạn cứ bảo mình làm Kawasaki ấy. Đấy, nên hôm nay là quất luôn nhá. Chứ mình nghĩ là tới cái siêu dốc thì nó cũng lật à. Rồi, Kawasaki đang đi được với vận tốc là 900 km/h rồi. Bay được không đây? Ui, được các bạn ạ. Rồi rồi, thế thì dùng skill bay và qua thôi. Ui, mình không ngờ là mô tô có thể là đi được đấy. Chứ vừa rồi là enduro là lật rồi à. Nhưng mà riêng Kawasaki thì bay được thì chúng ta sẽ dùng skill bay mà qua nhá. Chứ 25 km thì chả có xe nào đi nổi đâu các bạn ạ. Đấy, nên thôi, quất như vậy cho nó lành. Ui giời, đáp vào đây nào. Ui giời, rồi qua nha các bạn ơi. Oh my good god. Nói chung thì mô tô thì dùng skill bay là có thể qua được nhá các bạn.
chứ không dùng là không qua được. Và cũng một phép lạ nào đó khiến con Kawasaki là có thể đi được trên siêu dốc. Chứ nếu mà không đi được thì cũng lật từ lâu rồi à nha. Một siêu phẩm về xe điện mốt nha các bạn ơi, có tên là Tesla Roadster nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Một trong những cái hãng xe đi đầu về lĩnh vực điện đón các bạn ạ. Và xem coi với cái con xe Tesla này thì nó sẽ như thế nào nhá. Một lạng thế nhờ. Thôi rồi, con này chắc không có tương lai rồi. Úi giời. Tôi thề là nó Santo, nó drift 360 độ mấy ngàn vòng các bạn ạ. Rồi, cố gắng điều khiển nó lại nào. Úi giời ơi. Không được mọi người ạ, lạng lắm rồi nhá. Chịu thôi các bạn ạ. Tiếp theo là xe cứu hộ bãi biển nha các bạn ơi. Hàng ở trong game à nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Hy vọng là nó không lạng và nó có thể bay được thôi, chứ không hy vọng gì thêm nữa các bạn. Cái việc mà bay qua 500 cái logo của Khôi là điều không thể nhá. Mình thề luôn là nhiều bạn cứ comment bảo bay qua 1 tỷ cái logo hay là bay qua 1 tỷ thứ gì đấy, thì mình nói luôn là làm gì có xe nào bay được. Đấy, 500 cái logo của Khôi còn khó đây này. Thôi rồi, lại rơi rồi. Tiếp theo là một con quái xe mốt nha các bạn ơi, có tên là Qua nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Một trong những cái dòng xe lốp bự cực kỳ khủng, gầm lại cao nữa, đi lại đầm các bạn ạ. Tốc độ cũng khá là khủng nữa luôn. Không biết là có qua được hay không. Rồi tay cầm đã rung. 800 km/h các bạn ạ. Phải cả đái luôn. Với một con xe gầm cao mà vẫn bị cạ một cái siêu dốc của mình các bạn ạ. Đây này nhá. Cái siêu dốc này tôi đã điều chế tiết tấu làm sao đó để cho nó không bị cạ nữa rồi đây này. Nhưng mà cái con xe gầm to này vẫn cạ. Tiếp theo là siêu xe Taurus nha các bạn ơi. Ngoài đời thì nó có tên là Lambo Urus đấy, nhưng mà trong game thì nó tên là Taurus à nha. Bò đấy các bạn ạ. Rồi ok, cũng đi đây. Con xe này thì có tốc độ hôm bữa hình như mình nhớ là 7000 km/h các bạn ạ, khi mà đi đoạn đường thẳng nhá. Còn đoạn đường siêu dốc này thì có 2000m thôi, đâm ra là nó không được 7000 đâu. Nhưng nói chung thì xe này sẽ đi rất là nhanh đấy. Rồi 700 rồi. 800, 900 này. 1000. Úi giời ơi. Vừa tầm để bay các bạn ạ. Nhưng mà tốc độ bay thì nó cũng không cao nha. Hình như với cái bản mốt đồ họa này nó bị giảm tốc độ đi hay sao các bạn ạ. Các bạn nhìn cái tốc độ kìa. Đó, lúc thì nó lên 500, lúc nó lại về 0, rồi lúc lại lên 500 nha. Nên là xe nó không đi được và nó bay được là vậy đấy. Rồi, và với con Taurus này thì nó cũng chỉ qua khoảng tầm là 1/5 chặng đường, chính xác là 100 cái logo của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nhân vật anh da đen nha các bạn ơi, để sử dụng skill của anh da đen ha. Và chiếc xe tiếp theo của chúng ta cũng là một con Lambo luôn nha, có tên là Aventador. Rồi ok, bây giờ đi này các bạn này. Xem coi với anh da đen điều khiển Lambo cộng với lại skill của anh da đen luôn thì sẽ như thế nào nhá. Rồi quất thôi các bạn. Đấy đấy, chơi quả skill này thì tốc độ nó mới gia tăng kinh được các bạn ạ. Ui giời, 1600, 1700. Xe lạng luôn rồi. Ui giời. Bắn sang cái dòng xe đồ chơi đi cho nó lành các bạn ạ. Và ok, quất luôn nha. Trời, mấy loại siêu xe nó toàn kiểu bị drift rồi nó bay ra khỏi cái siêu dốc không à các bạn ạ. Quyết tâm lần này cố gắng điều khiển con này để cho nó đi này. Rồi, đừng có lạng nhá. Vâng, và xe đồ chơi đang đi được với vận tốc là 800 km/h rồi. Có sử dụng skill của anh Tây Đen nha. Ngàn rồi. Ngàn hai. Ngàn tư. Ui. Tạch. Lại là xe mốt thôi các bạn ơi. Và lần này là Zenvo nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Đấy, không sử dụng skill của anh Tây Đen thì không qua được. Mà sử dụng thì xe cực lạng luôn mọi người ạ. Đi không có được à. Rồi, tiếp tục sử dụng lần nữa. Xem coi lần này đi có ổn hay không nha. Ui ơi. Thề rất là lạng luôn mọi người ạ. Ui. Tốc độ đang là 1300 nha. 1400, 1500.
Đừng có lạng mà, đừng có lạng mà. Rồi, bay nào các bạn. Ui, 1.700 thì phải mọi người ạ. Nãy không để ý, nhưng mà nói chung là bay cũng phải hơn 1.000 nhá. Và xe Zenvo đang bay rồi. Không biết là qua nổi hay không đây. Ui giời, mọi người nhìn cái tốc độ kìa. Lúc tăng, lúc giảm, rất là bất thình lình nhá. Ui. Mẹ ơi, cũng không qua các bạn ạ. Nói chung là nó chỉ qua được cái map của GTA 5 thôi. Đâu rồi nhỉ? À đây này. Vừa tầm qua cái map của GTA 5 thôi. Chứ còn 500 cái logo của mình là vẫn chưa qua được nhá. Nói chung là lần này thì nó qua khoảng tầm là 350 thôi mọi người ạ. Hoặc là 400 gì đấy nhá. Ok. Kết luận là Zenvo khi sử dụng kỹ năng của anh Tây Đen thì bay qua được 400 cái logo Khôi Michael nha. Ferrari 599XX Evo nha. Rồi cũng đi đây các bạn ạ. Cũng là xe mốt thôi. Và lần này mình vẫn tiếp tục sử dụng kỹ năng của anh Tây Đen nha. Thử thách gắt mà không sử dụng không được mọi người ạ. Rồi dùng nào. Xem coi lần này 599XX Evo sẽ thể hiện như thế nào nha. Ngàn với các bạn ạ. Ngàn 2, ngàn 3, ngàn 4, ngàn 5. Đi cũng khá là đầm ha. 2.000. Bay nào. Ui, bay được rồi các bạn ạ. Và lần này là tốc độ là 2.000 nhá. Ôi, sao nó giảm rồi. Lại giảm tốc độ rồi các bạn ạ. Có vẻ con này thua Zenvo rồi. Rồi tốc độ bay đang là 600, 500. Lúc tăng, lúc giảm rất là khó chịu luôn nhá. Ui ui, hơn Zenvo nha, hơn Zenvo, hơn Zenvo. Gần qua đấy các bạn ạ. Ui, trời mẹ quỷ thần ơi. Gần qua nha mọi người. Và còn đâu đó là 20 cái logo nữa là qua thôi các bạn ạ. Vậy là tính ra là con 599XX Evo này qua được 480 cái logo của mình nha. Xe tải cỡ lớn là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Một trong những cái dòng xe có tốc độ vô cực là 13.000 km các bạn ạ. Rất là kinh luôn. Rồi ok, cũng đi đây nha. Xem coi với cái thử thách này thì xe tải cỡ lớn có thể hiện được không nha. Rồi sẽ lâu thôi các bạn. Rồi, với cái siêu dốc bằng gỗ này sao xe đi lẹng thế nhở. Ui, 1.500 rồi các bạn ạ. 2.000 đâu, 2.000 luôn. 2.001, úi giời. Rồi rồi. Con này không thể hiện được rồi mọi người ạ. Nó bị làm sao ấy mọi người. Có vẻ là siêu dốc thiết kế hơi bị lỗi hay sao ấy. Đấy. Bay thì vẫn bay được nhưng bay không xa nha. Úi giời. Tông ngay cái logo của tôi luôn. Để xem coi con này đi được bao nhiêu nhá. À, đâu đó là khoảng tầm 80 hay 90 cái logo thôi nha các bạn ơi. Rất là ít luôn. Batmobile là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi cũng lên xe và đi đây các bạn ạ. Ủa sao không lên được vậy? Con này chắc lại phải teleport đấy các bạn ơi. Rồi ok, đi nha các bạn. Xem coi với chiếc Batmobile này nó sẽ như thế nào nhá. Rồi slow lại này các bạn này. Con này thì nó có một cái động cơ tên lửa đẩy nữa các bạn ạ. Đấy, cộng thêm mốt 1 tỷ mã lực. Là cộng skill của anh Tây Đen. Không biết là nó sẽ bay như thế nào nhá. 1.700 này, 1.800, 1.900, 2.000, 2.001, 2.002. Ui, 2.002 nha các bạn ơi. Không biết là bay qua nổi hay không đây. Ôi, xe này nặng thì bay nó không được xa thì phải các bạn ạ. À không, 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 vẫn xa lắm à nha. Vẫn có thể qua map được này mọi người thấy không. Và logo thì nói chung là nó vẫn đang bay. Ui, tốc độ bây giờ vẫn là 1.000. Qua rồi các bạn ạ. Vâng, con xe đầu tiên mà không sử dụng cái skill bay các bạn ạ. Chỉ dùng mỗi cái kỹ năng của anh Tây Đen thôi, qua được nha. Chính xác là con Batmobile này hả ha. Ui, tôi thề là tôi tưởng là không có con xe nào qua được. Nhưng mà vẫn có một con qua được các bạn ạ. Một thành tích nha. Vâng, và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng của chúng ta nha các bạn ơi. Chính xác là Hemelion, hàng ở trong game nha. Nói chung là cái thử thách này khá là khó các bạn ạ. Đâm ra là mình sẽ kết thúc video sớm thôi.
Và nói chung là kết thúc xong thì chúng ta sẽ có một cái buổi live stream vào tối thứ bảy nha các bạn ơi. Về cái vụ test này thì mọi người là thích mình test ở cái thứ bảy như vậy ấy, thì nhớ hashtag ở dưới cái comment của các bạn là Khôi Michael test siêu xe nha. Đó, mình sẽ test vào thứ bảy, chứ còn live stream cái lộn quay video này thì vậy thôi nhá. Rồi ok, bây giờ mình đi này các bạn này. Xem coi với con Hemelion này nó sẽ như thế nào nhá. Tính ra là từ đầu buổi đến giờ là chỉ có hai con xe qua được thôi các bạn ạ. Một mô tô và một xe ô tô. Còn nói chung là đều là xe mốt hết các bạn. Đấy, nên bây giờ con cuối mình phải chơi xe không mốt và để xem coi nó qua được hay không nhá. Úi giời. Ôi rồi, tạch rồi. Tạch rồi các bạn ạ. Không được à nhá. Thề luôn là cái dòng off-road đi trên cái tấm gỗ này nó bị làm sao các bạn ạ. Mặc dù tấm gỗ này rất chi là phẳng nhá. Và cái chất liệu gỗ là cái chất liệu mà phải nói là đi dễ nhất trong game này rồi. Nhưng mà xe thấy méo là nó cứ đi nó cứ bẩy bẩy các bạn ạ. Đặc biệt là off-road luôn nha. Đấy, bẩy hoài rất là mệt. Rồi, thì nói chung là cái thử thách này vậy thôi nhá mọi người. Chỉ có hai con xe qua được, một là mô tô Ninja H2 và con thứ hai là con Batmobile nha. Chứ còn mấy con khác thì nó không qua được à. Rồi ok, thì chắc có thể là video này cũng khá là dài rồi, thì mình xin phép các bạn là kết thúc cái video này tại đây thôi ha. Thì ok, nếu các bạn thích cái video này của mình thì nhớ cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp những cái ý tưởng hay ho đến cái channel của mình nha mọi người. Ok, bây giờ clip đến đây thôi. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye.